Dạ. Một quẹt rồi. Nghe không vậy? Quay phim nữa. Rồi xong quay luôn. Anh thợ nè. Máy gì đâu ta? Máy gì đi chung với em? Cái đồ máy em rồi. Quay đây quay. Ờ, đâu rồi ha? Hai em đi đâu rồi? Bay đây. Hả? À, anh đi thành phố anh về lâu rồi, về cũng 2 ngày rồi. Đi thành tập trung được chuyên môn nữa, về về ngoài có việc. Đi về tối alo nha. Anh thầy mấy năm mới có học quẹt không thầy? Ừ. Anh muốn để cho em à? Tự quên. Ai hút thuốc tôi là quẹt cho cha. Tại thì vậy đấy rồi, cái anh không có. Lực.